Tôi quay cái đã. Rồi đang thực hiện quay nhau, đang quay cái video nhau. Đang quay. Thanh lương mà. Đó, ông cầm mấy con biên. Biên. Ông cầm mấy là tôi ngồi xuống ông quay tôi một khúc thôi. Ông cầm giấy á, cầm giấy á. Tôi ngồi đây ông quay tôi một khúc thôi. Có không gian ngồi bên bà con cho nó có tình cảm. Đối với dân tạ rồi. Cái dân tạ có rồi mà không có tôi. Tôi cập nhật trên mạng á. Tôi cập nhật trên mạng không biết ai thay đổi rồi tôi bắt tôi biết. Đó, có gì đó. Gánh uống gì đâu? Uống nước lạc thôi. Uống lạc phải không? Rồi.